Tiên tri chấn động 7 ngày cuối tháng 11 âm lịch năm Quý Mão 2023, ba con giáp được trời thương Phật độ, trúng số cực đậm, tiền bạc ùn ùn kéo về, cuộc sống bước lên tầm cao mới, giàu sang khủng khiếp, ăn Tết cực linh đình. Hoan hỉ chào mừng quý cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Xin kính chúc quý cô bác anh chị có một ngày mới luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Vâng, thưa quý vị thân mến, và trong ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cho quý cô bác anh chị về tử vi 7 ngày cuối tháng 11 âm lịch, tức từ ngày mùng 3 tháng 1 đến ngày mùng 10 tháng 1 dương lịch năm 2024 Giáp Thìn. Và trong 7 ngày này có những con giáp sau đây sẽ cực kỳ may mắn, do được thần tài gõ cửa, vậy còn chần chừ gì nữa mà không mau mở lễ ăn mừng, bởi ngay các bạn chính là những ông hoàng bà chúa. Nếu xét về độ may mắn của các con giáp này trong 7 ngày cuối cùng của tháng 11 âm thì chẳng ai sánh bằng, bởi vận trình của quý vị trong thời điểm này sẽ cực kỳ hanh thông và thuận lợi. May mắn ngập đầu, thần tài chiếu cố, vì thế các bạn có thể lựa chọn thời điểm này để bắt tay vào thực hiện những dự án lớn hay là một công việc mới. Nhiều bạn sẽ được quý nhân tương trợ, giúp đỡ, nên sự nghiệp sẽ không ngừng phát triển, tài lộc dồi dào, tiền vào ào ào như nước, cơ hội thay vận đổi đời chỉ trong chớp mắt. Và không chỉ vậy, các con giáp này còn gặp vận đào hoa, nên khả năng cao sẽ nhận được những lời tỏ tình trong 7 ngày này. Gia đạo thì an yên, vợ chồng thì hòa thuận, con cái thì ngoan ngoãn thông minh và học giỏi. Vậy, để biết được đó là những con giáp nào, thì chúng ta cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Vị trí đầu tiên, xin chúc mừng tuổi Thìn. Thưa quý cô bác anh chị, người sinh năm Thìn là người có vận may nhất trong 12 thuộc tướng. Những người sinh năm này thuộc tuổi Rồng. Và như quý cô bác cũng đã biết rồi, Rồng thì là một biểu tượng của sức mạnh thần bí, thiêng liêng và quyền lực. Bởi vậy những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Những người tuổi Rồng thường có sức sống rất mãnh liệt, vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng, lẫm liệt. Không chỉ có vậy, tuổi này còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa. Phẩm chất đẹp của một con người đó là sự thật thà, bao dung và yêu thương con người. Và ở Trung Hoa, người ta quan niệm rằng hình ảnh rồng bay lên trời cao là biểu tượng thịnh vượng, phát triển, may mắn. Vì thế mà những người sinh tuổi này đều có ý chí, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ. Họ thích chinh phục thử thách và đối mặt với những khó khăn nguy hiểm. Theo các bậc thầy tử vi, vận mệnh tổng thể của quý cô bác anh chị tuổi Thìn trong tuần cuối cùng của tháng 11 âm lịch này vẫn luôn trong xu thế đi lên. Cục diện tam hợp và nguyệt lệnh trường sinh mang tới nhiều thay đổi tích cực, bao gồm những cải thiện về sự nghiệp, tài lộc và các mối quan hệ. Về phương diện sự nghiệp, tuần cuối cùng của tháng 11 âm lịch này rất đáng mong đợi với Thìn, quý cô bác anh chị sẽ nhận được những sự công nhận xứng đáng, có thêm động lực để làm việc hết mình, tự bản thân cũng có thể mở ra những cơ hội mới, hứa hẹn mang lại nhiều thành tựu và phần thưởng hơn. Tài vận của quý cô bác anh chị trong tuần mới cũng có rất nhiều điểm sáng, có thể có thêm các nguồn thu nhập mới, đây là giai đoạn quan trọng, để bạn thu lợi nhuận từ những quyết định đầu tư sáng suốt trước đó của mình, cũng như đặt nền móng vững chắc cho những dự định quan trọng trong năm tới. Tuy nhiên, càng gần về cuối năm, cô bác càng cần phải làm đâu chắc đấy, hạn chế những mạo hiểm không đáng. Như vậy thì thắng lợi chắc chắn sẽ thuộc về phía bạn, do được Bách Việt ghé thăm, nên khía cạnh tình cảm của bản mệnh trở nên thú vị, sôi động hơn bao giờ hết. Gia đạo trong ấm ngoài êm, con cái vui vẻ sum vầy cùng gia đình để chuẩn bị trước một thềm năm mới. Với người độc thân có thể gặp được tình yêu đích thực của mình, bạn sẽ cần phải cởi mở và chân thành để xây dựng những mối quan hệ ổn định và lành mạnh. Tuy nhiên, quý cô bác anh chị tuổi Thìn cũng cần chú ý đến sức khỏe của mình trong thời điểm này. Hung tinh Bạch Hổ có thể gây ra những sự cố hoặc tai nạn bất ngờ, công việc bận rộn cũng có thể khiến cho cô bác dễ mệt mỏi do căng thẳng triền miên, dần ra sẽ ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Vì vậy, cô bác cũng nên có một chế độ ăn uống, sinh hoạt nghỉ ngơi hợp lý và cẩn thận hơn trong việc đi lại ở dịp cuối năm này. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Thìn may mắn nhất và cẩm nan vượng vận đúng 7 ngày cuối tháng 11 âm lịch này. Tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Tử vi tuần cuối cùng tháng 11 âm lịch của con giáp này cho thấy quý mệnh chủ tuổi Giáp Thìn được các tinh Thái Dương chiếu mệnh, nên đón tuần cuối cùng của tháng 11 âm lịch trong sự hân hoan và hào hứng, khi gần như sẽ không có điều gì xảy ra khiến bạn phải phiền lòng. Đường công danh sự nghiệp ở thời điểm này vẫn tiến triển đúng dự tính, bạn sẽ có cơ hội thể hiện tài năng. Để đạt được vị thế cao trong sự nghiệp, nhìn chung, sự hăng say và tinh thần cầu tiến trong công việc tạo bước ngoặt thành công cho bản mệnh. May mắn đang mỉm cười với bạn trong tuần này, đồng thời sự giúp đỡ đặc biệt của cấp trên và đồng nghiệp cũng góp phần vào thành công của bạn.
Ngoài ra, cát khí vượng cũng giúp cho việc kiếm tiền của con giáp này cũng trở nên dễ dàng hơn trước. Người buôn bán kinh doanh có lời, mà người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập phụ bên ngoài trợ giúp cho kinh tế gia đình. Thời điểm này cũng là lúc đang cận kề Tết Nguyên đán cổ truyền, bạn nên có sự chuẩn bị cho mùa thu hoạch lớn trước mắt. Phương diện tình cảm nhìn chung cũng rất tốt đẹp, người độc thân được dự báo dễ tìm được nửa kia cho mình vì khá tích cực tham gia các hoạt động tập thể, gặp gỡ bạn bè. Không còn những ngày tháng cô đơn như trước đây nữa, bạn đã có một người ở bên cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, các cặp đôi giữ được mối quan hệ bền chặt nhờ luôn có sự sẻ chia và thấu hiểu. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp là 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe là 4 sao, tình cảm là 4 sao, giờ tốt từ 7 đến 9 giờ, màu sắc cát tường là đen và trắng, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân và Tỵ. Tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Tử vi tuần cuối cùng của tháng 11 âm lịch năm 2023 cho thấy, mọi thứ trong cuộc sống của tuổi Bính Thìn trong cuối năm này diễn ra hết sức suôn sẻ, bạn tràn đầy năng lượng và biết rõ con đường đang đi. Khả năng thăng tiến ở chỗ làm hiện tại cũng rất cao, do vậy, hãy chăm chỉ làm việc, tập trung trau dồi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và thể hiện năng lực trước cấp trên. Những ý kiến của người tuổi Bính Thìn được một nửa của mình nhiệt tình đón nhận trong tuần mới, thậm chí người ấy không thực sự hiểu bạn đang làm gì, nhưng vẫn luôn ở bên nhiệt tình ủng hộ hết mình. Tuy nhiên, sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu bị tác động xấu do ảnh hưởng của thiên cầu, để hạn chế rắc rối liên quan tới sức khỏe, thì bạn cần quan sát thay đổi của cơ thể mình, đừng vì bận rộn mà không quan tâm đúng mực, gây tổn hại về lâu về dài. Đây cũng là thời điểm cuối năm, thời tiết thay đổi nhiều, quý mệnh chủ cũng nên hết sức lưu tâm đến vấn đề sức khỏe trong thời gian này. Tránh ăn mặc phong phanh khi đi ra ngoài, hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu bia khi lái xe. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 21 đến 23 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, xám, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão và Hợi. Tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988. Thưa quý vị, người tuổi Mậu Thìn khá tập trung và làm việc hiệu quả trong thời điểm này, thậm chí được khen thưởng. Vài ý tưởng lớn trong công việc sẽ trở thành trọng tâm cho cuộc sống tuần này, cơ hội để bạn áp dụng vào những việc thường ngày. Do được thiên ấn nâng đỡ, nên mọi việc của tuổi Mậu Thìn nhờ thế mà diễn ra theo kế hoạch, từ đó bạn có thể an tâm bám theo mục tiêu đã đề ra. Nhìn chung, bạn có thể vượt qua khó khăn một cách dễ dàng trong thời gian này, không chỉ có bạn đời ủng hộ nhiệt tình, mà tuổi Mậu Thìn còn may mắn khi xung quanh bạn có rất nhiều bạn bè và tiền bối có thể ở bên dìu dắt, hỗ trợ và đem lại lợi ích cho bạn. Vì thế, bạn cần mở rộng quan hệ hợp tác sẵn sàng cho năm mới có nhiều điều tốt đẹp hơn sẽ tới. Nhờ có thiên đức tương trợ, nên nhiều người tuổi Mậu Thìn có cơ hội thăng quan tiến chức, thậm chí phát tài, phát lộc, người kinh doanh có được vận may để trúng lớn, việc làm ăn thuận lợi, thu về nhiều lợi nhuận. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 11 đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất và Hợi. Vị trí thứ hai, xin chúc mừng tuổi Tuất. Quý vị thân mến, người tuổi Tuất là những người luôn sống bao dung, chân thành và vì vậy họ luôn được bạn bè, người thân tìm đến để sẻ chia nỗi niềm tâm sự. Với tính cách tuổi này, họ luôn tươi cười rạng rỡ khi xuất hiện trước mặt mọi người và trước khó khăn họ cũng luôn mỉm cười, vì vậy tâm hồn họ lúc nào cũng luôn tươi trẻ hạnh phúc. Tuổi Tuất là những người lao động hết sức chăm chỉ, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình mà còn gánh đỡ bớt gánh nặng của những người khác. Người tuổi này thường rất chịu thương, chịu khó, không nề hà bất cứ việc gì, thế nên họ đặc biệt thích hợp với công việc ngoài trời, chẳng hạn như tham gia các đội giải cứu, đặc công tinh nhuệ, đối đầu với môi trường khốc liệt. Trong cuộc sống, người tuổi Tuất thường có tình yêu mãnh liệt đối với gia đình và bạn bè, họ là những người chân thành và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Họ cũng có tinh thần đồng đội mạnh mẽ và thích làm việc trong nhóm. Sự tận tụy và trách nhiệm của họ khiến họ trở thành những người rất đáng tin cậy trong mọi tình huống. Trong gia đình thì bản năng làm cha mẹ ở tuổi Tuất rất rõ ràng, họ thường nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của mình, họ quan tâm, chăm sóc và yêu thương, vun vén cho gia đình con cái và họ cảm thấy đặc biệt dễ chịu khi được ở trong tổ ấm của mình. Xem tử vi tuần cuối cùng tháng 11 âm lịch cho quý mệnh chủ tuổi Tuất, các bậc thầy tử vi chỉ rõ, con giáp này sẽ gặp được cục diện tam hợp thái tuế. Báo hiệu đây sẽ là một tuần nhiều điểm sáng với con giáp này, mọi việc đang có những chuyển biến tích cực hơn, cải thiện rõ rệt so với thời gian trước đó.
Phương diện sự nghiệp của Tuất có thêm các tinh thiên ấn che chở, nên vận trình không tệ chút nào. Bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn. Sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn. Tài chính ở thời điểm này khá dư giả tốt, được dự đoán cả nguồn thu từ nghề tay phải và tay trái của bạn đều khả quan. Bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm, chuẩn bị đón Tết hoặc tự thưởng cho bản thân món quà khích lệ tinh thần cho nỗ lực suốt cả năm qua. Dù vậy, con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh xa đà vào việc sắm Tết quá dư thừa mà gây lãng phí. Mối quan hệ tình cảm của quý mệnh chủ tuổi Tuất cũng có nhiều niềm vui, một số cặp đôi có thể đi đến quyết định quan trọng. Khi nâng cấp mối quan hệ tình cảm của mình, gia đạo an vui, vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa, người độc thân có vận đào hoa, dễ tìm thấy tình yêu định mệnh của mình. Tuy nhiên, thời điểm này tuổi Tuất cần đặc biệt lưu ý phương diện sức khỏe, nguyệt lệnh lâm đất bệnh dự báo những bất lợi cho cơ thể của bạn. Có thể là những chứng bệnh cũ tái phát hoặc cơ thể lao lực nên dễ ốm đau. Hung tinh ngũ quỷ cũng nhắc nhở con giáp này đi lại, làm việc cẩn thận kẻo bị thương tật tai nạn. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Tuất may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng tuần cuối cùng của tháng 11 âm lịch năm 2023 này. Tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Xem tử vi đúng tuần cuối cùng của tháng 11 âm lịch, do có tài tinh thực thần chiếu mệnh, nên tài lộc của con giáp này có sự khởi sắc rực rỡ. Đây cũng là thời điểm cận Tết, thu nhập ngày càng tăng, cơ hội làm ăn, hợp tác đầu tư lớn càng nhiều, giúp tinh thần của bản mệnh vô cùng hân hoan. Dù vậy, bạn cũng nên hết sức thận trọng, kẻo va chạm với tiểu nhân ganh ghét, hùn hạp, nên chú ý trong khâu chọn người. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất thời điểm này lại không mấy khả quan, có dấu hiệu suy giảm do chịu tác động của nguyệt lệnh lâm bệnh. Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi vì bị các căn bệnh vặt vãnh quấy rầy, cũng do vậy mà bạn thường xuyên kén ăn, thiếu ngủ, tinh thần uể oải, không phấn chấn. Minh Đường Tử Vi khuyên con giáp này không nên thả trôi tình hình hiện tại, mà hãy nỗ lực thay đổi, trước hết là từ lối sống của mình, hãy ra ngoài vận động, hít thở bầu không khí trong lành và kết bạn nhiều hơn, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực mà mọi người truyền cho mình. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn, bạn cũng nên kịp thời khám chữa chứ chớ nên giấu bệnh, bởi như vậy thì căn bệnh mà bạn mắc phải sẽ chỉ càng trở nặng hơn thôi. Trên phương diện tinh thần, nếu cảm thấy mệt mỏi, áp lực, bạn nên tâm sự với người thân thiết và đáng tin cậy. Đừng giấu mọi chuyện trong lòng, làm được như vậy bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, thậm chí tìm ra hướng đi mới cho cuộc sống. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 12 đến 13 giờ, màu sắc cát tường, đỏ và xanh da trời, quý nhân phù trợ, dần, ngọ và hợi. Tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Theo các bậc thầy tử vi, Canh Tuất có một tuần mới vô cùng sáng lạn, nhờ có thiên đức cát tinh phù trợ. Công danh sự nghiệp của con giáp này đi lên trông thấy hơn cả mong đợi, và đường tiền bạc cũng phát đạt không kém. Những người làm kinh doanh hoặc các công việc liên quan đến kinh doanh phải chăm sóc khách thật tốt, thân thiện, ân cần, vì chỉ cần bạn có thái độ tốt, khách hàng sẽ sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho bạn. Người làm công ăn lương có thể phát huy hết khả năng của mình, đồng thời, bạn cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ mọi phía, khiến bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn để giật giải cuối năm. Khi đi xe đạp hoặc lái ô tô trong thời điểm này, bạn nên cố gắng tránh lái xe trong những con hẻm ngoằn ngoèo, nhớ giảm tốc độ và không đi quá nhanh, nếu không sẽ dễ gặp tai nạn và mất tiền. Tuy nhiên, may mắn cho Canh Tuất là tiền đi rồi sẽ về, bạn chớ lo nghĩ nhiều, bạn giỏi kiếm tiền và đầu tư khôn ngoan, giỏi xoay việc nên mọi đồng tiền bạn bỏ ra vô cùng đúng đắn và sáng suốt. Thời điểm này là lúc mà đường tình cảm của con giáp này vượng nhất, nhờ tam hội cục nâng đỡ. Trong khoảng thời gian này, xung quanh bạn sẽ có rất nhiều người cần sự giúp đỡ, họ có thể là người thân, bạn bè hoặc đối tác trong công việc. Họ sẽ tìm đến bạn để được giúp đỡ và hy vọng rằng bạn sẽ giúp họ. Hãy chân thành và là một người cao thượng đối với người khác, những nỗ lực của bạn sẽ không bao giờ vô ích. Phương diện sức khỏe của quý mệnh chủ tuổi Canh Tuất nhìn chung tốt, ít có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng. Nếu có thể duy trì lối sinh hoạt điều độ và lành mạnh, thì gần như không xuất hiện tình trạng nguy cấp nào. Thường ngày bạn nên tăng cường vận động thể chất để tăng cường sức đề kháng, đừng lúc nào cũng ngồi hoặc nằm một chỗ. Ngoài ra, tùy theo tình trạng sức khỏe của bản thân mà bạn cần tìm cho mình một phương pháp tập luyện phù hợp. Có thể đến phòng gym theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên cá nhân, hoặc có thể tập yoga tại nhà, đi bộ hay chạy bộ cũng là hoạt động được khuyến khích. Các chỉ số trong tuần: diện sự nghiệp 4 sao, tài lộc
là 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 19 đến 21 giờ, màu sắc cát tường, đỏ và cam, quý nhân phù trợ, Ý, Mão và Ngọ. Tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Xem tử vi đúng tuần cuối cùng tháng 11 âm lịch của Nhâm Tuất thấy rằng, Nhâm Tuất gặp sự xuất hiện của Thái Dương Thiên Diêu, nên gặp nhiều thay đổi mới mẻ và đối diện với nhiều vấn đề thú vị trong thời gian này, tâm trạng của bạn luôn lạc quan trước mọi nghịch cảnh. Với sự may mắn trong sự nghiệp, nam tuổi Nhâm Tuất dễ có cơ hội được quý nhân để ý và bứt phá bất ngờ trong lĩnh vực và dự án mình đang đảm nhận. Bạn siêng năng, ham học hỏi để tích lũy thêm kiến thức, trí tuệ và biến nó thành sự giàu có. Người tuổi này chưa bao giờ có ý định đầu hàng trước đối thủ, có thể nói rằng bạn có một ý chí rất kiên nhẫn và bền bỉ. Nhâm Tuất thông minh, lanh lợi và có tài ngoại giao, vui tính nên được thần tài để ý. Lộc lá thường đến tay bạn vào những lúc không ngờ tới nhất, nỗ lực sẽ có kết quả nhưng sẽ khó giành chiến thắng. Nếu bạn hành động quá chậm, hãy tận dụng sức mạnh của người khác và bổ sung cho điểm yếu của bản thân, sẽ khiến Nhâm Tuất kiếm được khoản tiền to. Nhờ có sự ghé thăm của ngũ hành tương sinh, nên quan hệ tình cảm của bạn được diễn ra một cách tốt đẹp, gia đạo trong ấm ngoài êm, con cái hạnh phúc sum vầy, những hiểu nhầm lần lượt được tháo gỡ, mang lại cho bạn cảm giác bình yên mà bạn từng mong đợi. Với các cặp đôi, tình cảm giữa hai bạn càng thêm phần ổn định trong thời điểm này, tuy thỉnh thoảng giữa bạn và người ấy vẫn sẽ xảy ra những cãi vã nhỏ, nhưng sẽ không đến mức nghiêm trọng. Thậm chí tình cảm còn càng thêm khăng khít sau những cãi vã, bởi cả hai thêm hiểu và yêu nhau hơn, vợ chồng cũng nên chú ý đến cảm xúc của nhau hơn và giao tiếp nhiều hơn để gia đạo êm ấm. Lưu ý đào hoa chiếu mệnh cũng có thể khiến tuổi này dù là hoa có chậu, nhưng sức hút trong mắt người khác giới vẫn rất mạnh mẽ. Bản thân bạn nên có sự tiết chế vừa phải, giữ khoảng cách trong các mối quan hệ để tránh gây ra những rắc rối không đáng. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 11 đến 13 giờ, màu sắc cát tường đỏ và hồng, quý nhân phù trợ là Mùi, Tuất và Hợi. Vị trí thứ 3, xin chúc mừng tuổi Mão. Người sinh năm Mão là người có vận may nhất trong 12 thuộc tướng. Nó là loài vật tượng trưng cho tuổi thọ dài nhất trong các câu chuyện thần thoại, là vật linh thiêng tượng trưng cho mặt trăng. Đối với thuộc tướng Mão, người Việt Nam lấy mèo làm đại biểu, Trung Quốc lấy thỏ làm đại biểu. Với người sinh tuổi Mão, tượng trưng của con vật hiền hòa, nhân từ, nho nhã, đáng yêu. Phương thức sống ở họ thường là mềm yếu, ngôn từ ôn hòa. Điều đó thể hiện một phẩm chất đầy đủ để trở thành một nhà chính trị kinh nghiệm, một nhà ngoại giao thành công. Người tuổi Mão là người yêu chuộng hòa bình và thanh lịch, biết hưởng thụ, thích thưởng thức cái đẹp và yêu thích sự giàu sang. Họ dốc sức để đẩy mạnh hòa bình cho nhân loại và giữ hòa khí giữa mọi người, tránh để xảy ra mâu thuẫn và những điều không hay. Người tuổi Mão cũng là người kín đáo, dễ chịu và là người bạn tốt. Ở Mão là sự khiêm nhường, biết giữ gìn ý tứ, có đức hạnh, có một thị hiếu hoàn hảo. Người tuổi này thích giao thiệp, vì vậy người ngoài rất quý mến họ. Theo các bậc thầy tử vi cho biết, vận trình của tuổi Mão trong đúng tuần cuối cùng của tháng 11 âm lịch này có nhiều điểm sáng. Gặp nguyệt lệnh lâm trường sinh, nó báo hiệu rằng con giáp tuổi Mão sẽ đón không ít tin vui trong công việc và cả tài lộc. Công việc tiến triển thuận lợi, chuyện lớn, chuyện nhỏ, gì cũng có được thu hoạch nhất định, thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra. Bản mệnh làm nhiều hưởng nhiều, đạt được cả danh tiếng lẫn tiền bạc, không lo thiếu vinh hoa phú quý. Đây cũng là thời điểm bạn khá vượng vận quý nhân, thường được hỗ trợ về nhiều mặt, thông qua đó cũng có thể nâng cao giá trị của mình. Thời điểm này Mão có tài tinh thực thần chiếu mệnh, tài lộc khởi sắc rực rỡ. Đây cũng là những ngày cận Tết, thu nhập ngày càng tăng, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn, càng nhiều giúp tinh thần của bản mệnh vô cùng hân hoan. Dù vậy, bạn cũng nên hết sức thận trọng, kẻo va chạm với tiểu nhân ganh ghét, hùn hạp nên chú ý trong khâu chọn người. Về phương diện tình duyên, đời sống tình cảm vợ chồng duy trì ở mức ổn định, đôi lúc có cãi vã nhưng nhanh chóng làm lành vì không muốn ảnh hưởng hòa khí gia đình. Người độc thân vẫn cần phải nỗ lực hơn mới có thể thay đổi tình trạng hiện tại, có thể năm nay vẫn là một cái Tết cô đơn nữa của bạn. Phương diện sức khỏe của quý mệnh chủ tuổi Mão ở mức trung bình, tuy không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng, nhưng bản mệnh vẫn cần đề phòng hung tinh thiên cầu gây họa huyết quang hoặc những tai nạn bất ngờ. Tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Các bậc thầy tử vi cho biết, thời điểm này sẽ mang đến cho người tuổi Quý Mão rất nhiều may mắn. Đây sẽ là một bước ngoặt trong sự nghiệp đối với con giáp này. Cát tinh chiếu mệnh, bản mệnh gặp may trong công việc, trở nên nổi trội ở một số lĩnh vực nhất định. Tuy vẫn còn gặp không ít chông gai cản trở trên con đường tương lai, nhưng thật may mắn là bạn vẫn lạc quan và không lùi bước.
Sự nghiệp của bạn càng về những ngày cuối cùng của tháng 11 âm lịch thì càng ổn định. Quý Mão sẽ có khả năng làm chủ tình hình chung trong các cuộc họp với kỹ năng chuyên môn xuất sắc. Chẳng những vậy, bạn còn có thể đưa ra một bản báo cáo chói sáng. Điều này sẽ gây ấn tượng với đồng nghiệp và sếp của bạn. Những người đang theo đuổi thành tích cuối năm sẽ có bước tiến mới và hoàn thành suôn sẻ những nhiệm vụ quan trọng. Nếu chờ đợi vận may về tài lộc, lúc này mong ước của bạn sẽ thành sự thật. Tài khí đang trên đà phát triển, tuổi này sẽ thu được về không ít tiền từ việc ngoại giao. Xử lý lùng xùng rắc rối với khách hàng cực khéo. Bên cạnh đó, người kinh doanh được khách thương nên doanh thu cũng tốt hơn hẳn so với tuần cũ. Nhìn chung, tuần này sẽ là thời điểm tốt để người tuổi Quý Mão đạt được sự giàu có và đột phá trong sự nghiệp. Nhưng trái với sự hưng vận của sự nghiệp và tài lộc, các bậc thầy tử vi nhận thấy sức khỏe của quý mệnh chủ tuổi Quý Mão không mấy khả quan cho lắm. Đây là giai đoạn cuối năm, thời điểm này thời tiết lạnh hơn, dễ bị cảm lạnh. Minh Đường tử vi khuyên bạn nên ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ để gia tăng sức đề kháng, hỗ trợ bản thân phòng chống chọi bệnh tật, đồng thời nhớ giữ ấm chân và nghỉ ngơi nhiều hơn. Thời điểm này có thể bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều, vì thế mà bạn cần phải hết sức giữ gìn sức khỏe, cũng như chấp hành nghiêm túc luật giao thông, tránh làm việc hoặc điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi, kẻo hung tinh bạch hổ có thể gây ra họa huyết quang đáng tiếc. Người đã cao tuổi cần làm việc vừa với sức của mình, không nên cố gắng quá mức, kẻo gây tổn thương cho cơ thể, hãy dựa dẫm vào con cháu của mình nhiều hơn, đừng nên việc gì cũng tự giải quyết. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 21 đến 22 giờ, màu sắc cát tường, tím và xanh lam, quý nhân phù trợ là Mùi, Dậu và Thân. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Theo các bậc thầy tử vi, vận khí của người tuổi Ất Mão vô cùng sáng lạn nhờ có các tinh phù trợ, đặc biệt, công danh sự nghiệp của con giáp này đi lên trông thấy hơn cả mong đợi và đường tiền bạc cũng phát đạt không kém. Sự nghiệp của con giáp tuổi này sẽ phát triển lên một tầm cao mới, tốc độ phát triển của những người này ngày càng nhanh, không khó để được thăng quan tiến chức, kiếm được nhiều tiền. Trong tuần cuối cùng của tháng 11 âm lịch này, người làm kinh doanh hoặc các công việc liên quan đến kinh doanh phải chăm sóc khách thật tốt, thân thiện, ân cần, vì chỉ cần bạn có thái độ tốt, khách hàng sẽ sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho bạn. Người làm công ăn lương có thể phát huy hết khả năng của mình, đồng thời bạn cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ mọi phía, khiến bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn để giật giải cuối năm. Thời điểm này cũng là thời điểm mà đường tình cảm của con giáp này vượng nhất, hãy chân thành và là một người cao thượng đối với người khác, những nỗ lực của bạn sẽ không bao giờ vô ích. Ngoài ra, hung tinh ngũ quỷ cũng nhắc nhở con giáp này đi lại, làm việc cẩn thận kẻo bị thương tật tai nạn, nhất là trong những ngày cuối năm này. Bên cạnh đó, những người tuổi Ất Mão nên sắp xếp lại thời gian biểu để có được khoảng thời gian nhất định trong ngày cho việc tập luyện, cải thiện tình hình sức khỏe của bản thân. Không những thế, giai đoạn này thời tiết lạnh hơn, dễ bị cảm lạnh, bạn nên ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ để gia tăng sức đề kháng, hỗ trợ bản thân phòng chống chọi bệnh tật, đồng thời nhớ giữ ấm chân và nghỉ ngơi nhiều. Thời điểm này, có thể bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều, vì thế mà bạn cần phải hết sức giữ gìn sức khỏe, cũng như chấp hành nghiêm túc luật giao thông, tránh làm việc hoặc điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi, kẻo hung tinh bạch hổ có thể gây ra họa huyết quang đáng tiếc. Người đã cao tuổi cần làm việc vừa với sức của mình, không nên cố gắng quá mức, kẻo gây tổn thương cho cơ thể, hãy dựa dẫm vào con cháu của mình nhiều hơn, đừng nên việc gì cũng tự giải quyết. Các chỉ số trong tuần: về phương diện sự nghiệp 4 sao, phương diện tài lộc 5 sao, phương diện sức khỏe 4 sao, phương diện tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 11 đến 13 giờ, màu sắc cát tường, đỏ và bạch kim, quý nhân phù trợ là Mùi, Tuất và Hợi. Tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Vận may cũng sẽ tìm đến với người tuổi Đinh Mão trong thời điểm tuần cuối cùng của tháng 11 âm lịch này. Hàng loạt các tinh xuất hiện dự báo bản mệnh sẽ gặp nhiều thay đổi mới mẻ và đối diện với nhiều vấn đề thú vị trong thời gian này. Rất may là tâm trạng của bạn luôn lạc quan trước mọi nghịch cảnh. Mặc dù nhiều người nhìn nhận sự thành công của người tuổi này là bởi may mắn, nhưng ít ai hiểu rằng bạn đã rất cố gắng và nỗ lực để đạt được thành tựu hiện tại. Với sự may mắn trong sự nghiệp, nam tuổi Đinh Mão dễ có cơ hội được quý nhân để ý và bước phá bất ngờ trong lĩnh vực và dự án mình đang đảm nhận. Người tuổi này chưa bao giờ có ý định đầu hàng trước đối thủ, tính hiếu thắng của bạn khá cao. Về tài lộc, thần tài cũng đang chú ý tới con giáp này, nhờ đó lộc lá thường đến tay bạn vào những lúc không ngờ tới nhất. Nỗ lực sẽ có kết quả nhưng sẽ khó giành chiến thắng.
Nếu bạn hành động quá chậm, nhớ rằng tận dụng sức mạnh của người khác và bổ sung cho điểm yếu của bản thân sẽ khiến Đinh Mão kiếm được khoản tiền to. Khoảng thời gian giữa tuần sẽ là lúc tài vận của bạn vượng nhất. Càng về cuối năm thì con giáp này càng phải tiêu nhiều tiền, nhưng may mắn là bạn vẫn kiếm đủ tiền để phục vụ cuộc sống cá nhân. Bên cạnh đó, Minh Đường Tử Vi cũng có một vài lời khuyên cho con giáp tuổi Mão trong thời điểm tuần cuối cùng của tháng 11 âm lịch, đó là không nên kiêu ngạo và cũng không nên quá nhiệt tình, vì ảnh hưởng của thiên hình khiến bạn khó giữ được lời hứa, làm hay sai, càng cố thể hiện với mọi người thì càng dễ bị rơi vào tình huống xấu hổ. Mệnh có mộc cho thấy bản mệnh còn phải cố gắng, phấn đấu rất nhiều, tuy nhiên, bản mệnh dù chăm chỉ, thông minh, nhưng không khéo léo nên không được lòng nhiều người, chính vì thế mà chưa được đánh giá cao trong công việc. Ảnh hưởng của tiểu hao khiến con giáp tuổi Mão dễ làm thất thoát tiền bạc trong thời điểm này. Bạn không nên dùng tiền mua sắm để tô vẽ cho bề ngoài vì không ai quá quan tâm tới điều đó. Trong khi tiền bạc của bạn lại cứ vơi dần theo thời gian, do đó, ngay từ hiện tại, khi có tiền cũng tránh việc lãng phí, tránh việc thích gì mua nấy. Tuyệt đối không mua hàng xa xỉ, vì tin rằng mình đang có nhiều tiền, bạn luôn phải thận trọng trong việc chi tiêu, không sử dụng đồng tiền bừa bãi. Ngũ hành xung khắc khiến tình cảm dễ bị rạn nứt, nhất là khi tuổi Mão đang quá bận rộn trong việc xử lý các rắc rối trong công việc, nên bạn ít dành thời gian để cải thiện mối quan hệ của mình. Nếu đối phương không biết thông cảm mà còn hay trách cứ, thì càng gia tăng căng thẳng và khoảng cách giữa hai người. Các chỉ số trong tuần: phương diện sự nghiệp 4 sao, phương diện tài lộc 5 sao, phương diện sức khỏe 4 sao, phương diện tình cảm là 5 sao. Giờ tốt từ 19 đến 20 giờ, màu sắc cát tường, vàng và trắng, quý nhân phù trợ là dần, ngọ và mùi. Quý vị thân mến, chuyên gia phong thủy đã hướng dẫn 3 cách xả xui cuối năm, đón cát khí cho năm mới. Thứ nhất, dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa hay dùng có thể xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình. Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau: cho muối biển vào nồi hoặc chảo, rồi đổ cồn xâm xấp mặt muối, châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý, đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt. Xông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới, tích cực hơn. Đơn giản hơn là rác muối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đủi, xui xẻo, bạn có thể cầm một nắm muối sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái nhé, bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Theo chuyên gia phong thủy, ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, muối là muối ăn hay muối sống, và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu, do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Tục sám muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống. Thứ hai, dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi, khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà, hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà, hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà, nên chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài, tốt nhất là trầm hương để xông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm hóa chất độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách xông trầm cũng có khác. Với trầm hương bột, cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng. Với nụ trầm hương, đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra. Với trầm hương mảnh, cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng, sau đó bê đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Mẹo thứ ba, đốt phong long phù,
Với một số nhà phong thủy thì phong long phù được dùng nhiều trong việc trừ uế khí, khai vận, chiêu tài, vì rất dễ làm, thỉnh phong long phù. Đã được tẩy uế, khai vận, sau khi thắp hương ở ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài gia chủ thành tâm khấn lại, khai báo đầy đủ tên tuổi, địa chỉ và kêu cầu những mong muốn, sở nguyện của mình để phù ứng nghiệm, cuối cùng gia chủ xin tạ lễ và đem phong long phù đốt ba lá ở các hướng tốt trong ngày. Theo quan điểm dân gian, phong thủy, xả xui có thể làm bất cứ khi nào cảm thấy vận trình của mình đi xuống hay gia chủ vừa lui tới những nơi có nhiều âm khí như đền chùa, bệnh viện, nghĩa trang, đi đám tang, khi về đều có thể làm để trừ năng lượng xấu, tà khí và kích hoạt vận may cho mình và gia đình. Vâng, cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình về Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý anh chị cùng toàn gia chung năm Quý Mão, phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tựa vân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận góp ý xuống bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.